Cô chú anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt ở ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi ba lô đất liền kề có thổ cư. Đây, ba lô đất ha. Thì cái nền đất ở trong á cao ráo bằng phẳng nha. Diện tích á mỗi lô ngang 5 m, còn chiều dài á 33,8 m. Tổng diện tích của mỗi lô là 169 m², có 57 m² thổ cư và đất cây lâu năm. Đã lô nào cũng có thổ cư hết nha. Thì có 3 lô liền kề, cô chú anh chị mua 1 lô cũng được, 2 lô, 3 lô cũng được. Giá bán chỉ có 179 triệu một lô. Đã giá bán rất là rẻ ha, có 179 triệu thôi. Là nguyên lô luôn nha. Thì cô chú anh chị có thể mua cất nhà cũng được. Mua 2 lô, 3 lô cho nó rộng rãi để mình làm nhà vườn cũng được nha. Ở đây á là cách đường nhựa 400 m. Đây cô chú anh chị nhìn ra đây thấy cái nhà ngoài đó ha, thì ngoài đó là đường nhựa đó. Đây ra đường nhựa là 400 m. Rồi cách quốc lộ 22B ngay cầu Trại Bí đó là 1,5 cây. Cách ủy ban xã Tân Phong 2 cây, cách chợ Tân Phong 3 cây. Còn từ đây lên trung tâm thị trấn Tân Biên, lên siêu thị Cấp Mắt á là 7 cây. Từ đây về thành phố Tây Ninh là 21 cây. Còn nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là 110 cây nha. Tấn sử ghim cái đường link định vị Google Maps của đất và để trong phần mô tả. Đây, ba lô đất của chị Hiền á là ở bên đây nè. Từ ở ngoài đường nhựa đi vô là ba lô đất sẽ nằm bên tay phải nha cô chú anh chị. Ba lô này ha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Ở đây mình đi vô nè là có cái vườn dưa lưới nha cô chú anh chị. Đó, cái vườn dưa lưới người ta trồng theo kiểu giống như ở Đà Lạt vậy đó. Có làm cái nhà mát rồi ha. Thì đường mặt tiền ở trước đất á, hiện tại là đường đất nha. Đường có đèn đường năng lượng mặt trời nha cô chú anh chị. Đó, thì diện tích mỗi lô là chiều ngang 5 m, chiều dài là 33,8 m nha. Tổng diện tích mỗi lô á là 169 m², có 57 m² thổ cư và đất cây lâu năm. Đối diện là vườn cao su. Đây, chúng ta nhìn ra những nhà hàng xóm ở ngoài đó là đường nhựa nha. Cách đường nhựa 400 m. Cách quốc lộ 22B cầu Trại Bí á là 1,5 cây. Lên trung tâm thị trấn Tân Biên là 7 cây. Thì bây giờ chị Hiền bán với giá là 179 triệu một lô. Cô chú anh chị có thể mua 1 lô, 2 lô, 3 lô cũng được ha. Cái nền đất ở trong nè thì nó cao ráo bằng phẳng nè cô chú anh chị. Ở trong cái khu này là có rất nhiều lô ha. Cô chú anh chị mua 1 lô, 2 lô, 3 lô cũng được. Bây giờ cô chú anh chị mua đất ở đây á, mua 1 lô mà chúng ta được giữ tới 2 tờ sổ hồng lần nha. Địa chính là người ta làm tờ thổ cư á, 1 sổ riêng, và đất cây lâu năm 1 sổ riêng. Đó, tức là mua 1 lô được giữ tới 2 tờ sổ hồng lần. Mua 3 lô thì được giữ tới 6 tờ sổ hồng nha. Cô chú anh chị coi cái nền đất nè. Đất gò, cao ráo. Thì cái chiều dài á là tới đây nha. Có cắm trụ xi măng nè. Ở trước có cắm trụ, ở sau cũng có cắm trụ. Từ ở sau nhìn tới trước nè cô chú anh chị. Thì Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps của đất và để trong phần mô tả nha. Đó, kế bên á là hàng xóm làm cái vườn dưa lưới. Còn cái miếng đất trống ở sau nè cô chú anh chị là của hàng xóm nha. Giá bán 179 triệu một lô. Sổ hồng riêng nha, thì chị Hiền á là sẽ bao hết giấy tờ cho cô chú anh chị.
đất hướng đông. Địa chỉ là ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Để Tấn đi dài dài lại cái vườn dưa lưới cho cô chú anh chị coi ha. Chút nữa Tấn sẽ quay từ ở ngoài quốc lộ 22B ngay cầu Trại Bí đó, chạy vô tới đây cho cô chú anh chị coi cái đường đi. Huyện Tân Biên này là có hai cửa khẩu quốc tế lần nha cô chú anh chị, cửa khẩu quốc tế Sa Mát và cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Có một di tích lịch sử đặc biệt đó là Trung ương Cục Miền Nam đó. Rồi có vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát ha. Đây, trong đây là vườn dưa lưới nè. Nhìn giống như ở Đà Lạt vậy ha. Coi chứ anh chị thấy cái trái dưa lưới nó cũng bự bự rồi nè. Đường đi vô đất á, là có đèn đường, đèn năng lượng mặt trời nha. Đó như cái cây cục điện phía trước nè, là có cái đèn đường nè. Còn đường dây điện nhà nước là đi phía bên đối diện nha cô chú anh chị. Đây, đường dây điện là phía bên rừng cao su nè. Bên phía mấy lô đất đang cần bán là không có vướng dây điện nha. Đây, đèn năng lượng mặt trời. Rồi, bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi ha. Thì cô chú anh chị mua một lô đất á, là chúng ta sẽ được tới hai tờ sổ hồng giống như thế này nha. Một lô được 2 sổ, mua hết 3 lô được 6 sổ luôn. Thì chị Hiền là sẽ bao trọn gói giấy tờ nha. Bây giờ địa chính người ta làm là thổ cư một sổ riêng, đất cây lâu năm một sổ riêng. Kiểu như là quy định mới của bên ngành địa chính nha cô chú anh chị. Rồi, chúng ta sẽ xem cái sơ đồ nha. Thì cái hình bên dưới á là mặt tiền, là cái phần đất thổ cư á. Còn cái hình bên trên là cái khúc ở sau đất cây lâu năm. Đây chúng ta nhìn cái hình bên dưới trước nha. Đất này hướng đông có hơi lệch bắc chút xíu. Mặt tiền á, cái đường này có tên luôn, đường ND30-4. Cái tên giống như đường 30 tháng 4 vậy ha. Hiện tại là đường đất nha. Và nhìn cái sơ đồ này á, chúng ta thấy đất không có dính lộ giới gì hết. Chiều ngang nè, đúng 5m. Chiều dài á, thì cái hình sổ phía dưới là dài 11m43, cộng với lại chiều dài của cái sổ phía trên là 22,37. Đó, cộng hai sổ lại thì diện tích là chiều ngang 5m, còn chiều dài là 33,8 nha. Tiếp theo là cái phần thông tin. Cái sổ trên nè là sổ đất cái lâu năm á, thì thửa đất số 278 tờ bản đồ số 30. Diện tích là 111,6 m². Đất cái lâu năm ha. Địa chỉ là ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tiếp theo mình nhìn xuống bên dưới là cái sổ của thổ cư nè. Thửa đất số 284 tờ bản đồ số 30. Diện tích thổ cư là 57,1 m². Thì Tấn nhắc lại cái giá bán nha. 179 triệu một lô. Cô chú anh chị có thể mua một lô, hai lô, ba lô cũng được. Đây là số điện thoại của chị Hiền, số này là có Zalo nha. 0979 150 568. 0979 150 568. 0979 150 568. Gặp chị Hiền, chủ đất. Giá bán 179 triệu, bao hết giấy tờ. Bây giờ Tấn sẽ ra ngoài quốc lộ 22B, quay đường chạy vô tới đây cho cô chú anh chị coi nha. Cô chú anh chị ơi, đây là đường quốc lộ 22B nè. Tấn đang đi cái hướng là từ thành phố Tây Ninh đi lên tới ngay cầu Trại Bí. Thì chúng ta sẽ đi ngang qua chợ Tân Phong, rồi ủy ban xã Tân Phong luôn. Từ ủy ban xã đi tới cầu Trại Bí này là 1 cây số nè.
từ thành phố Tây Ninh lên tới đây á là 20 cây nha. Thì qua cầu Trễ Bí chúng ta sẽ quẹo phải vô cái đường nhựa ở phía trước. Còn nếu chạy thẳng lên cái hướng này 5 cây số á sẽ là trung tâm thị trấn Tân Biên nha. Đây mình quẹo phải ngay chỗ này. Đó, quốc lộ 22B xe cộ qua lại rất là nhiều luôn. Nếu đi thẳng lên 5 cây số là thị trấn Tân Biên. Rồi lên vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát, cửa khẩu quốc tế Sa Mát, Trung ương cục miền Nam rồi đó là đi thẳng theo quốc lộ nha. Trên thị trấn Tân Biên là có siêu thị Cập Mắt nữa nha cô chú anh chị. Nhà cửa dân cư dọc theo đường nhựa này khá là đông luôn nha. Thì từ đây chạy vô tới đất á là hơn 1 cây số nha cô chú anh chị. Từ ngoài quốc lộ vô tới đất là 1,5 cây đó. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps của đất và để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Đường vô cũng dễ biết, từ hướng Tây Ninh đi lên vừa qua cầu Trễ Bí là quẹo phải. Hai bên đường là nhà cửa dân cư rất là nhiều ha. Đất giá rẻ nha cô chú anh chị. Có thổ cư luôn. Và giá bán là chỉ có 179 triệu một lô thôi. Thì có 3 lô liền kề, cô chú anh chị muốn mua là liên hệ chị Hiền ha. Đường có đèn đường nha cô chú anh chị. Chúng ta thấy là đường điện nhà nước cắm thục vô bên tay trái à. Đó, và cứ mỗi cây trụ điện là có đèn đường. Cái đường này là đường thông luôn á. Mình chạy thẳng vô thì sẽ có cái ngã ba là anh thông ra hai hướng. Một hướng là ra đường tỉnh lộ 795, còn một hướng là về ấp Bầu Đưng, ấp Gò Cá của xã Tân Phong. Cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Đây bên phải là có cái nhà máy Thái nè. Đây bên phải là nhà máy Thái mới xây nè cô chú anh chị. Thì qua cái nhà máy Thái này mình sẽ quẹo phải nè. Đây bên trái có nhà làm cái cổng rất là đẹp ha, trồng nguyên cái vườn cao nè. Đó là mình sẽ quẹo phải ngay phía trước. Vô cái đường sỏi đỏ mà tiền của đất. Thì từ đường nhựa này đi vô tới đất nè là 400m nha. Đây nhà cửa dân cư đầu đường nè. Đối diện là cái nhà máy ngói nè cô chú anh chị. Rồi mình quẹo phải vô đây ha. Đó đường vô là có cái vườn dừa nha. Có cái hàng dừa bên tay trái. Rồi đường điện nhà nước nè. Thường thường ở Tây Ninh á, những cái đường sỏi đỏ như thế này nè cô chú anh chị là tương lai nhà nước sẽ lên nhựa hết à. Đường có đèn đường luôn nha. Đèn đường năng lượng mặt trời. À, cô chú anh chị nhìn ngay cây trụ điện nè là chúng ta sẽ thấy cái đèn đường á, năng lượng mặt trời ha. Đó, cứ mỗi cây trụ điện là có cái đèn đường.
Rồi, cua sang phải là tới Đắc nè. Đắc là kế bên cái vườn dưa lưới nha. Đây, đối diện là vườn cao su. Thì ba lô đất đang cần bán là bên tay phải nè cô chú anh chị. Đây, ngay vị trí này ha. Rồi, sắp tới là cái vườn dưa lưới nè. Người ta trồng cái kiểu giống như ở Đà Lạt vậy cô chú anh chị. Rồi, Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Maps của đất và để trong phần mô tả nha. Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.